nằm ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa, rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản, trong đó có nghề nuôi tôm hùm. Nghề nuôi tôm hùm hình thành cách đây khoảng 30 năm. Ngày nay, nghề nuôi loài hải sản có giá trị kinh tế này đã phát triển mạnh ở các tỉnh Nam Trung Bộ và đang góp phần nâng cao đời sống của hàng vạn gia đình ở các làng biển. Cho đến nay, chưa có một tổ chức hay cá nhân nào viết về lịch sử nghề nuôi tôm hùm một cách đầy đủ. Thế nên, đến tận bây giờ, người dân cả nước cũng ít ai biết tường tận nguồn gốc và nơi xuất phát của nghề nuôi tôm hùm bằng lồng bè. Tập phim này sẽ giúp khán giả có những cái nhìn bao quát hơn về nghề nuôi tôm hùm, hiểu hơn về những người mưu sinh đầy nhọc nhằn với nghề nuôi hải sản trên biển. Là mình tính ra cả nước Việt Nam này là đầu tiên là theo như mình biết là cái con giống tôm hùm này nó phát triển đầu tiên mà cái nguồn gốc của nó là tại Xuân Tự đây. Thì nó bắt đầu nó nuôi là từ năm 92. Là bắt đầu người ta là cũng làm nó thô sơ lắm, ngày xưa kia cũng đâu có lưới chài gì đâu làm, thậm chí nhiều người họ bắt họ về trước đây họ xây bờ đé và họ nuôi mà. Rồi sau họ đi lên trên núi họ chặt cái cây hớp đó vì họ bệnh lại thành cái lồng họ cắm họ nuôi. Mà cũng kiểu như là nuôi thì nuôi để bán trong thị trường chứ cũng chưa nghĩ là xuất khẩu gì ở đâu hết. Đầu tiên ở tôm nuôi tôm hùm ở Xuân Tự đây á là ông Quả Hữu Chương. Ông mới xây một cái hồ, ông đào một cái hồ trước nhà. Ông đi bắt tôm, ông đi mua từng con gì ông nuôi. Năm 87 là mua chỉ có 1.000, 2.000 đồng một con. Chừng sức lên là được từ 70 cho tới 100 ngàn một con trong 7 tháng. Chỗ đó ông mới thấy cái lợi nhuận ra rất nhiều, rồi bà con mới thấy vậy là khi mới đu vô là làm ăn như ổng luôn. Thì mới đóng bì, đóng bọng, cắm rạ đồ, bà con mới bu nhau mà làm. Thì từ cái chỗ đó nó lan truyền ra, lan truyền ở chỗ này, chỗ nọ. Họ mới theo cái gương của ông Chương đó họ làm. Theo lời anh Trần Văn Đại, chúng tôi tìm đến nhà ông Võ Hữu Chương, người nuôi tôm hùm đầu tiên của cả nước. Nhà ông Chương ở làng biển Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Trong một cơn bạo bệnh, ông đã bỏ nghề nuôi tôm hùm cách đây khoảng 10 năm. Nghỉ nghề đã lâu, nhưng cái ngày đầu tiên quyết định nuôi tôm hùm, thương phẩm thì ông Chương không thể nào quên. Hôm ấy, ông bắt được một con tôm hùm ngoài biển, cân nặng được 9 lạng. Ông đem về nhà để sáng hôm sau sẽ mang ra chợ bán. Không ngờ qua một đêm, con tôm hùm lột vỏ và tăng lên 1,3 kg. Nói thẳng là không có biết, tức là bắt về đó, tức là để chờ ngày đi chuyển về trang, nhưng mà không bỏ ra một hai ngày, tức là chưa chuyển được á, lại nó lột ra. Mình mới nghĩ trong bụng nó, như vậy đây là mày cũng tin mừng người ta lột rồi, ta bắt tôm con gì, ta nuôi. Hồi đó không phải làm gì bây giờ, hồi đó quay cắm cây này, dự dân lưới xung quanh, rồi đặt lưới vô thì mình hồi đó mình cũng nói thẳng là ngu, không biết. Mình muốn làm gì chưa nghiên cứu được. Thì phải chở ra rồi đó, chở đi ra rồi đó, lấy đá của xe lắm. Chở đá gì phải đào mưa xuống đặt lưới xuống mình đèn đá lên. Đèn đá lên đây. Thì đầu tiên là nuôi trong này này, dùng mấy năm thấy nên lột cho nó lớn á. Khi mà nuôi thời gian có trên 5-6 tháng, thì chở vô bán. Bán làng này sẽ súng tới. Tôi ông làm có làm đầu làm cái châu mà ông mua mấy bữa mua tôm thì bị lớn coi. Hầu đã mua tôm hồi đó coi 2.000 chứ 3.000 nhằn rưỡi rồi. Đó. Còn mà đi bán tiền không trợ. Ngày xưa kia là mình biết là cứ một nửa dân này là làm biển, còn một nửa dân ở đây là làm nông. Nhưng mà có một cái bắt đầu từ cái năm mà nuôi tôm hùm đã phát triển đó thì hầu như là cái số nửa người dân làm nông đó đất ruộng bỏ quen cho nó hết hoàn toàn. Là họ tập trung xuống đây họ làm biển, họ nuôi tôm hùm thôi. Xuân Tự này theo như mình biết là năm 93 này chỉ có 7 người nuôi tôm hùm thôi. Rồi sau này bắt đầu nuôi cả làng này, bắt đầu ở các nơi nó tập trung về đây nó nuôi. Rồi bắt đầu chuyển ra ngồi Tuy Hòa này, Cam Ranh này. Rồi thậm chí ở ngồi Quảng Trị, Huế cũng vẫn có nuôi được. Đó. Chứ còn ngày đầu tiên mà tôm hùm cả nước Việt Nam mình là xuất phát từ đây. Tôm hùm là sản vật ở vùng biển Nam Trung Bộ. Tuy là loài hải sản được nuôi thương phẩm, nhưng do tôm hùm nuôi trong môi trường nước tự nhiên nên thịt chắc, thơm ngon. Cho đến nay,
chưa có loại hải sản nuôi nào có giá trị kinh tế cao như tôm hùm. Một ký tôm hùm có giá không dưới 1 triệu đồng. Các vũng, vịnh, kín gió ở ven biển Nam Trung Bộ là nơi được người dân chọn làm địa điểm nuôi tôm hùm. Cho đến nay, tôm hùm giống vẫn chưa thể nhân giống được. Muốn có tôm giống, người nuôi phải mua lại từ những người săn bắt tôm hùm giống ngoài tự nhiên. Từ một con tôm giống nhỏ như đầu que tăm, nuôi đến khi đạt trọng lượng khoảng 1 ký, người nuôi mất nhiều công sức và tiền của. Giai đoạn tôm hùm còn con phải được ương nuôi chăm sóc kỹ để thích nghi với môi trường nước mới đưa ra nuôi tôm hùm thịt. Để xuất bán được một lứa tôm hùm thương phẩm, người nuôi mất từ 12 đến 14 tháng chăm sóc, nghĩa là người nuôi phải hứng chịu ít nhất một đến vài cơn bão trong năm. Người nuôi tôm hùm sống trên biển nhiều hơn ở đất liền, nuôi được một lứa tôm hùm thương phẩm xuất bán là cả những tháng ngày gian nan, vất vả. Đầu tiên mà mình nuôi á, hầu cái tôm còn nhỏ rồi mình nuôi là không biết là lỗ thì cứ mình đầu tư vốn mình bỏ ra hầu bắt con cầm tránh giống mình nuôi rồi lên vào cạp rồi cho cách cho ăn màu nhỏ rồi từ cái mà lòng nhỏ rồi nuôi khoảng một tháng rồi mình sang qua cái lòng lớn trước và mình bỏ một lòng 300 con rồi sau cái que thứ hai thì mình bỏ lại còn 150 con à. Rồi que khoảng 3 tháng sau á, rồi mình ra cái lứa thưa thêm nữa. Ổ cái sợ sóng gió rồi bão rồi sợ nước lụt như đài mà nó có báo bão đâu đó là coi như mình chạy lấy ghi chạy chở bạn bè rồi vô đồng bờ trốn hết chứ không có ở bì. Kể từ khi tôm hùm phát triển mạnh, đã kéo theo nhiều nghề phụ chuyên phục vụ cho nghề này. Đó là những nhóm người chuyên cung cấp mồi và làm mồi cho tôm hùm. Tất cả các loại cá nhỏ, cá tạp, cua ghẹ, tôm ốc đều có thể làm mồi cho tôm hùm thương phẩm. Thức ăn cho tôm hùm tuy rẻ, nhưng do tôm nuôi với số lượng nhiều nên nhu cầu thức ăn rất lớn. Để nuôi tôm hùm thương phẩm, ngoài vốn đầu tư lồng bè và con giống, người nuôi tôm phải tính đến vốn thức ăn cho tôm. Chưa biết đến kỳ thu hoạch thắng lợi hay thất bại, nhưng hàng ngày họ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Bình quân, một hộ nuôi tôm khoảng 5.000 con tôm hùm, mỗi ngày phải bỏ ra không dưới 1 triệu đồng để mua thức ăn cho tôm. Tôm càng lớn, số tiền để mua thức ăn càng cao. Đem tiền đổ xuống biển là câu nói cửa miệng của những người chuyên sống với nghề nuôi tôm hùm bằng lồng bè. Nuôi á, trước tiên á, mình phải làm cái màu cho thật là kỹ. Đó. Tôm thì người này nuôi cũng như người kia, mà màu người này cho ăn kỹ thì nó lại ổn định, nó đạt hơn. Những người mà cho ăn kỹ đủ màu ngon là nó đạt. Trước kia nuôi 16-17 tháng mới sức, bây giờ là mình nuôi là nó kỹ lắm. Mình cho ăn màu ngon rồi mình chăn chiên nó kỹ sạch sẽ là con tôm nó là có 11-12 tháng là mình đã sức rồi. Ở những vùng nuôi tôm hùm, người dân thường gọi đây là nghề làm nên ăn ra. Nhiều gia đình xây dựng nhà cửa khang trang, có của ăn của để, nuôi con cái học hành nên người cũng nhờ nghề nuôi tôm hùm bằng lồng bè. Nếu nói nghề nuôi tôm hùm làm ra ăn nên thì chẳng có gì là quá. Nhưng đây lại là một nghề gian truân bởi người nuôi phải làm việc vất vả trên mặt biển. Nuôi tôm hùm phải là những người kiên cường, có kinh nghiệm ứng phó với bão tố xảy ra hàng năm mới có thể làm được. Đó là chưa kể, mỗi khi tôm hùm bị dịch bệnh, người nuôi túc trực trên lồng bè chăm sóc cho tôm cả ngày lẫn đêm. Theo mình biết, mình sống ở đây là từ cái năm 92 tới nay, năm 92 là tính là xương tự này chưa được 7 chiếc xe máy.
mà toàn là cúp 50 không, mà nhà toàn là đơn sơ lập sập không. Mà như ngày hôm nay anh đi anh thấy đó, thì nói chung nó phát triển lên là cũng nhờ cái nguồn tôm, cái thu nhập nó có thì người ta đời sống nó phát triển mạnh. Cái hồi đó nó, mình ở đây toàn bộ là đèn dầu, nhà thì lập sập đó đèn bão, mà mỗi lần đài báo bão vô tới đây, nhà toàn bộ đi xúc cát đè mấy tôn không mà sợ nó bay. Đâu có cái nhà nào nên hình đâu, mà từ tính mười mấy hai chục năm nay tôm hùm nó ăn mạnh đây thì nói chung nhà cửa rồi khang trang cũng phát triển cũng lên cũng nhờ con tôm hùm không. Không chỉ ông Mai Văn Ánh khẳng định làng biển Xuân Tự phát triển như ngày hôm nay là nhờ vào nghề nuôi tôm hùm thương phẩm, mà nhiều người dân Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nơi phát xuất nghề nuôi tôm hùm, đã nói với những người làm phim chúng tôi như thế.